Xin chào tất cả các con. Giới thiệu với các cô tên là Yến Nhi. Hôm nay cô sẽ cùng các con ôn lại các kiến thức trọng tâm và giải một số bài tập của môn tiếng Việt lớp 5. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tuần 17, bài Vì hạnh phúc con người. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần 1, đọc hiểu. Các con hãy đọc bài Ngu công xã Trịnh Tường trong sách giáo khoa tiếng Việt 5, tập 1, trang 164 và cùng cô trả lời các câu hỏi sau. Câu 1. Khách đến xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai sẽ không khỏi ngỡ ngàng vì điều gì? A. Ngỡ ngàng vì sự phát triển kinh tế của người dân xã Trịnh Tường. B. Ngỡ ngàng vì thấy một dòng mương ngoằn ngoèo, vắt ngang những đồi cao. C. Ngỡ ngàng vì sự nhiệt tình, hiếu khách của người dân nơi đây. D. Ngỡ ngàng vì những phong tục, tập quán vô cùng đặc sắc của người dân nơi đây. Ở đây, các con chọn đáp án gì nào? À, đúng rồi, đó là đáp án B. Ngỡ ngàng vì thấy một dòng mương ngoằn ngoèo, vắt ngang những đồi cao. Câu 2. Dân bản gọi dòng mương ấy là gì? A. Con nước Trịnh Tường. B. Con nước Ông Lìn. C. Con nước Người Giao. D. Con nước Phàn Phù Lìn. Ở đây các con chọn đáp án nào nào? À, đúng rồi, đó là đáp án B. Con nước Ông Lìn. Câu 3. Ông Lìn đã nghĩ ra cách gì để giữ rừng và bảo vệ dòng nước? A. Ông hướng dẫn bà con trồng cây thảo quả. B. Ông hướng dẫn bà con đắp đê giữ rừng. C. Ông hướng dẫn bà con chăm sóc các cây con trong rừng. D. Ông hướng dẫn bà con bảo vệ môi trường rừng, nhặt rác và chăm sóc các cây con trong rừng. Ở đây, các con chọn đáp án nào nào? À, đúng rồi, đó là đáp án A. Ông hướng dẫn bà con trồng cây thảo quả. Câu 4. Ông Lìn được giới thiệu như thế nào? A. Ông Phàn Phù Lìn, người Giao, ở thôn Phìn Ngan. B. Ông Phàn Phù Lìn, người Nùng, ở thôn Phìn Ngan. C. Ông Phàn Phù Lìn, người Thái, ở thôn Phìn Ngan. D. Ông Phàn Phù Lìn, người Tày, ở thôn Phìn Ngan. Ở đây, các con chọn đáp án nào nào? À, đúng rồi, đó là đáp án A. Ông Phàn Phù Lìn, người Giao, ở thôn Phìn Ngan. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần 2. Luyện tập. Bài 1. Ghi dấu hỏi, dấu ngã, đúng quy tắc trên các chữ im nghiêng. Câu A. Quyển, sách. Ở chữ quyển, thiếu dấu gì nào? À, đó là dấu hỏi. Quyển sách. Chữ thứ hai là nhuần, nhuyễn. Vậy ở chữ nhuyễn thiếu dấu gì nào? À, đó là dấu ngã. Nhuần, nhuyễn. Câu B. Phát triển. Vậy ở chữ triển thiếu dấu gì nào? À, đó là dấu hỏi. Phát triển. Từ thứ hai là nhân, nghĩa. Vậy ở chữ nghĩa thiếu dấu gì nào? À, đó là dấu ngã. Nhân, nghĩa. Tiếp theo chúng ta sang câu C. Cái, thuẫn. Vậy chữ thuẫn thiếu dấu gì nào? À, đó là dấu hỏi. Cái, thuẫn. Từ thứ hai là đôi, đũa. Vậy ở chữ đũa thiếu dấu gì nào? À, đó là dấu ngã. Đôi, đũa. Tiếp theo là câu D. Khen, thưởng. Vậy ở chữ thưởng thiếu dấu gì nào? À, đó là dấu hỏi. Khen, thưởng. Từ thứ hai là chữa, bài. Vậy ở từ chữa thiếu dấu gì nào? À, đó là dấu ngã. Chữa, bài.
Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào bài 2, xếp những từ sau vào chỗ trống thích hợp ở các ô trong bảng. Chúng ta có các từ như sau: nhỏ, bé, nhỏ bé, nhỏ nhắn, nhỏ nhẹ, nhỏ nhen, đẹp, tươi, đẹp tươi, đẹp đẽ, đẹp xinh, đẹp đẹp, vui, mừng, vui chơi, vui thích, vui vẻ, vui vầy. Đầu tiên, từ đơn gồm những từ nào nào? À, đúng rồi, đó là các từ nhỏ, bé, đẹp, tươi, vui, mừng. Tiếp theo là từ phức. Từ phức gồm có từ ghép và từ lấy. Đầu tiên là từ ghép. Từ ghép gồm các từ nào nào? À, đúng rồi, đó là các từ nhỏ bé, nhỏ nhẹ, đẹp tươi, đẹp xinh, vui chơi, vui thích. Tiếp theo là từ lấy. Từ lấy gồm các từ nào nào? À, rất là chính xác. Đó là các từ nhỏ nhắn, nhỏ nhen, đẹp đẽ, đẹp đẹp, vui vẻ, vui vầy. Các con đã làm rất tốt phần bài tập này. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài 3, tìm hai từ đồng nghĩa, hai từ trái nghĩa với từ in đậm ở cột A và ghi vào từng ô trong bảng. Đầu tiên, chúng ta có từ im lặng. Vậy các con hãy cho cô biết từ đồng nghĩa với từ im lặng là từ nào nào? À, đó là im lìm và vắng lặng. Và từ trái nghĩa với im lặng là gì nào? À, đúng rồi ha. Đó là náo nhiệt và ồn ào. Tiếp theo là rộng rãi. Các con hãy cho cô biết từ đồng nghĩa với từ rộng rãi là những từ nào nào? À, đó là thênh thang và bát ngát. Còn từ trái nghĩa với lại rộng rãi là những từ nào nào? À, rất là chính xác ha, đó là chật chội và chật hẹp. Tiếp theo là gọn gàng. Các con hãy cho cô biết từ đồng nghĩa với từ gọn gàng là những từ nào nào? À, đúng rồi ha, đó là ngăn nắp và gọn ghẽ. Vậy còn từ trái nghĩa với gọn gàng là gì nhờ? À, rất là chính xác luôn ha, đó là bừa bộn và bừa bãi. Các con đã làm rất tốt phần bài tập này, cô có lời khen dành cho các con. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài 4. Cho biết từ in đậm kèm theo ví dụ trong hoặc đơn ở cột A là từ đồng âm hay từ nhiều nghĩa bằng cách ghi dấu cộng vào cột tương ứng trong bảng. Ở đây ta có một ví dụ, đó là đá. Ví dụ như là tảng đá, tượng đá, đá bóng, đá cầu, thì từ đá ở đây được xếp vào nhóm từ đồng âm. Tương tự như vậy, cô và các con hãy làm bốn từ còn lại, đó là
quả, đồng, lá và lợi. Đầu tiên là quả. Ví dụ như là quả cam, quả ổi, quả đất, quả địa cầu. Vậy thì từ quả ở đây được xếp vào nhóm từ đồng âm hay là từ nhiều nghĩa nào? À, rất là chính xác ha, đó là từ nhiều nghĩa. Từ thứ hai đó là đồng. Ví dụ như là cánh đồng, tượng đồng, 5.000 đồng. Vậy từ đồng ở đây được xếp vào nhóm từ đồng âm hay là từ nhiều nghĩa nào? À, đúng rồi ha, đó là từ đồng âm. Thứ ba đó là lá. Ví dụ như là lá cây, nhà lá, lá thư, lá phổi, lá gan. Vậy thì từ lá ở đây được xếp vào nhóm từ đồng âm hay là từ nhiều nghĩa nhờ? À, rất là chính xác ha, đó là từ nhiều nghĩa. Và cuối cùng là lợi. Ví dụ như là sưng lợi, hở lợi, lợi ích hại nhiều, có lợi cho mình. Vậy thì từ lợi ở đây được xếp vào nhóm từ đồng âm hay là từ nhiều nghĩa nhờ? À, cái câu đã làm rất là chính xác ha, đó là từ đồng âm. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào bài 5, hoàn thành đơn sinh học môn tự chọn, môn tin học hoặc tiếng Anh, tiếng Pháp theo mẫu. Sau đây, cô có một mẫu đơn viết đúng chuẩn mực, các con có thể tham khảo. Một mẫu đơn viết đúng chuẩn mực sẽ gồm có 6 phần. Phần thứ nhất là quốc hiệu, tiêu ngữ. Phần thứ hai là nơi và ngày viết đơn. Phần thứ ba là tên của đơn. Phần thứ tư là nơi nhận. Phần thứ năm là nội dung của đơn. Và phần cuối cùng là chữ ký và họ tên của người viết. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, thành phố Yên Bái, ngày 8 tháng 11 năm 2019, đơn xin học môn tự chọn. Kính gửi cô hiệu trưởng trường tiểu học Hồng Thái, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Tú, giới tính nữ, sinh ngày 6 tháng 10 năm 2001 tại thành phố Yên Bái, địa chỉ thường trú số nhà 87 đường Điện Biên Phủ, thành phố Yên Bái, là học sinh lớp 5B của trường tiểu học Điện Biên Phủ. Em làm đơn này kính đề nghị cô hiệu trưởng xét cho em được học môn tiếng Anh theo chương trình tự chọn. Em xin hứa thực hiện đầy đủ nội quy và hoàn thành nhiệm vụ học tập. Em xin trân trọng cảm ơn ý kiến của cha mẹ học sinh. Kính đề nghị nhà trường cho phép cháu Tú theo học lớp tiếng Anh. Xin chân thành cảm ơn nhà trường. Thu Thủy, Trần Thị Thu Thủy. Người làm đơn, Ngọc Tú, Nguyễn Thị Ngọc Tú. Sau khi tham khảo mẫu đơn của cô, thì về nhà các con hãy tự viết cho mình một mẫu đơn tương tự nhé. Vậy là buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các con đã có một buổi học rất tốt. Cô có lời khen dành cho tất cả các con. Các con hãy nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ và chuẩn bị bài thật tốt cho buổi học tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở buổi học tiếp theo.